Chào quý cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô me nha cô chú anh chị. Ở lô me đâm chồi mạnh hết rồi ha. Mà cái này em thông báo trước, trong quá trình vận chuyển á, nó có gãy mấy cái chồi này thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Tại vì mấy cái chồi này, cái chồi non nó cũng dễ gãy lắm nha cô chú anh chị. Đóng vận chuyển á, có gì cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Thôi mình vô cây đầu tiên luôn. Cây đầu tiên có mã số là T1. T1 nha cô chú anh chị. À, cái cũ nè, co lắc rất đẹp ha. Rồi thông số luôn, cây này nó đâm chồi mạnh khỏe rồi nha cô chú anh chị. Hoành cũ ở đây là 33. 33 hoành cũ. Hoành thân là 13. Thân 13. Chiều cao 33. Cao 33. Kính bầu 18. Kính bầu 18 nha. Cái mã số T1 em xin giao lưu là 550.000. T1 ha, 550 nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số là T2 nha cô chú anh chị. Đó. Cây này rất là quái ha. Dịnh đi. Cò lắc quái cũ nè. Rồi, thông số luôn. Hoành cũ là 40. 40 hoành cũ đó nha cô chú anh chị. Hoành thân 15. Thân 15. Chiều dài 30. Dài 30 nha cô chú anh chị. Kính bầu 18. Kính bầu là 18. Cái mã số T2 em xin giao lưu là 550.000. T2, cây này 550 luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi á. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cái mã số là T3. Đó, cò lắc trực lắc nha cô chú anh chị. Cái cũ quá trời to luôn cô chú anh chị ơi. Cái cũ nó to chà bá nha. Rồi thông số luôn. Hoành cũ 33. 33 hoành cũ. Hoành thân 22. Thân là 22. Chiều cao 38. Cao 38. Kính bầu 18. Kính bầu 18 ha. Mã số T3 em xin giao lưu là 550.000. T3 nha cô chú anh chị. 550.000 bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo T4 nha. Cây nào co lắc nó cũng đẹp chân nha cô chú anh chị. Cũ đẹp luôn. Rồi thông số. Hoành cũ em đo đây là 28. 28 hoành. Hoành thân là 14. Thân 14. Chiều dài 28. Dài 28. Kính bầu 17. Kính bầu là 17 ha. Cái mã số T4 em xin giao lưu là 400.000. T4 nha cô chú anh chị. Cây này 400.000 luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây T5. Cây này quá trời chồi bự luôn ha cô chú anh chị. Cái cũ bự, cũ đẹp nha. Cò lắc cũng đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành cũ ở đây là 31. Cũ 31 hoành. Hoành thân 19. Thân 19. Chiều cao 44. Cao 44. Kính bầu 18. Kính bầu là 18 ha. Cái này có mã số là T5, em xin giao lưu là 550.000. T5 nha cô chú anh chị. 550 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Me chua nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số là T6. Cây này co lắc quá đẹp luôn. Co lắc 3D không nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành ở đây em đo là 34. 34 hoành. Hoành thân là 15. Thân 15. Chiều cao 34. Cao 34. Kính bầu 17. Kính bầu là 17 á. T6 em xin giao lưu là 500.000. T6 nha cô chú anh chị. Cây này 500.000 luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số T7 nha cô chú anh chị. Đó, cái củ này, cái củ cao ha. Một củ luôn nha cô chú anh chị. Cò lắc cũng rất là đẹp. Rồi thông số luôn.
cũ là 24. 24 hoành cũ. Hoành thân 14. Thân 14. Chiều cao 42. Cao 42. Kính bầu 15. Kính bầu là 15. Cái mã số T7 em xin giao lưu là 500.000. T7 ha, 500.000 luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship. Tiếp theo. Rồi, tiếp theo mã số là T8. Cũ quá đẹp ha, cũ đặc luôn nha cô chú anh chị. Đó, cũ tròn do như trái banh nha. Rồi, thông số luôn. Hoành cũ 28. 28 hoành cũ. Hoành thân 13. Thân 13. Chiều cao 29. Cao 29. Kính bầu 19. Kính bầu là 19 nha. Cái mã số T8 em xin giao lưu là 450.000. T8 nha cô chú anh chị, 450 bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. T9. Nó y gan như con số 6 ngược kia ha. Giống chữ S đó cô chú anh chị, giống chữ S đó ha. Rồi thông số luôn. Hoành đế là 28. Đế 28 hoành. Hoành thân 16. Thân 16. Chiều cao 23. Cao 23. Kính bầu 15. Kính bầu 15. Mã số T7 em xin giao lưu là T9 em xin giao lưu là 450.000. T9 nha, 450 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo cây T10 nha cô chú anh chị. Cây lắc nha, cũ đẹp nha, đâm chồi mạnh hết trơn. Rồi thông số luôn. Hoành cũ 27. 27 hoành cũ. Hoành thân 12. Thân 12. Chiều cao 38. Cao 38. Kính bầu 15. Kính bầu 15 ha. Cái T10 em xin giao lưu là 450.000. T10 ha, 450 nha cô chú anh chị, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. T11. Cây này cái dáng quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Về mình trồng cái dáng siêu siêu vậy đó, nhìn cây rất là đẹp ha. Rồi thông số luôn. Hoành cũ 30. Cũ 30 hoành. Hoành thân 13. Thân 13. Chiều cao 39. Cao 39 ha. Cái T11 em xin giao lưu là 450.000. T11 450.000 luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. T12. Đó, một cây co lắc dữ nha. Cũ cũng to nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Cái này là me chua nha. Quảnh này 27. 27 quảnh. Quảnh thân 14 gửi. Thân 14 gửi. Chiều cao là 41. Cao 41. Kính bầu 16. Kính bầu là 16 ha. Mã số T12 em xin giao lưu là 450.000. T12 cây này 450 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây T13. Đó, này me chua nha cô chú anh chị. Cũ đẹp luôn nha. Cây này rất là to cây. Rồi thông số luôn. Hoành cũ là 34. Cũ 34 hoành. Hoành thân là 19 rưỡi. Thân 19 rưỡi. Chiều cao 37. Cao 37. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. Rồi, cây này có mã số T13 em xin giao lưu là 550.000. T13 ha, 550 nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây T14. Rồi, cây này nó cao ha. Rồi thông số luôn. Chi cành ở trên cũng rất là đều nha cô chú anh chị. Hoành là 30. 30 hoành. Thân 10. Chiều cao là 46. Cao 46. Kính bầu 16. Kính bầu là 16 ha. T14 em xin giao lưu là 450.000. T14 nha cô chú anh chị. Cây này 450.000 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây T15.
cây này co lắc đẹp quá cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mình xem co lắc rất là đẹp ha. À, thông số luôn. 24 của anh. Anh thân là 17. Thân 17. Dài 40. Dài 40. Kính bầu 16. Kính bầu là 16 ha. Cây T15 em xin giao lưu là 450.000. T15 ha, 450.000 nha cô chú anh chị, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây T16 nha cô chú anh chị. Cây này cái củ nằm sát rất là đẹp ha. À. Co lắc cũng đẹp nữa cô chú anh chị ơi. Rồi thông số luôn. Vành cũ ở đây là 41 ạ. 41 vành cái cũ ha. Cái thân là 13. Thân 13. Chiều cao là 27. Cao 27. Kính bầu 15. Kính bầu 15. Mã số là T16, em xin giao lưu là 450.000. T16 ha, cây này 450 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi, tiếp theo luôn. 17. Rồi, tiếp theo T17 nha. Một cây trực quá đẹp luôn cô chú anh chị, cây cũ à. Đó, cây này cây cũ là cực kỳ đẹp nha. Rồi, thông số luôn. Hoành cũ 32. 32 hoành cũ. Thân 17. Chiều cao 44. Cao 44. Kính bầu 17. Kính bầu 17 ha. Mã số T17 em xin giao lưu là 500.000. T17 nha cô chú anh chị, 500.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. T18. À, cây này cái cũ của chú anh chị thấy cũ nó chảy rất là đẹp nha. Co lắc cũng đẹp nữa nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Vành cũ là 31. 31 vành cũ. Thân là 16. Thân 16. Chiều cao là 34. Cao 34. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. T18 em xin giao lưu là 500.000. T18 nha, 500.000, bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây T19 nha cô chú anh chị. Đó, cây cũ à. Co lắc cũ. Co lắc là 3D ha. Cũ là cũ đặc nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành cũ 31. 31 hoành cũ. Hoành thân 15. Thân 15. Chiều cao 30. Cao 30. Kính bầu 17. Kính bầu là 17. Cái T19 em xin giao lưu là 450.000. T19 nha, 450 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây T20 cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. Đó, một cây trực lắc, cây gọng lắc quá đẹp luôn ha. Cái ngọn là chuẩn về tâm luôn nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành cũ 35. 35 hoành cũ. Thân 16. Chiều cao 34. Cao 34. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Cây mã số là T20, em xin giao lưu là 500.000. T20 ha, cũng là cây cuối cùng của clip nha, 500.000, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi chào cái luôn em ơi. Dạ em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355.